Đây là loại kem chống nắng mà mình ưng nhất, vừa có thành phần chống nắng cao mà vừa có tác dụng làm thay thế lớp BB luôn. Bạn nào mà lười trang điểm thì chỉ cần duy nhất một lớp này thôi, với cả đánh ít son lên là xong. Và tác dụng chính nhất của loại kem mà khiến mình mê mẩn đó là nó có tác dụng hiệu chỉnh màu da. Khi mà bạn thoa một lớp lên da thì nó sẽ tìm kiếm màu da phù hợp để hiệu chỉnh thành một tông màu da hoàn hảo nhất. Nó rất là tự nhiên, mềm mịn, sáng hẳn lên vài tông luôn. Và xem cái thiết kế của nó nhé. Đây là cái thiết kế mới nhất mà trước mình dùng hay dùng tiếp, nhưng cái mẫu này về là mình mê mẩn luôn này. Quá đẹp đúng không ạ? Kem chống hàng giả. Rồi xem. Mình đã thử rất nhiều loại kem từ đắt đến rẻ, nhưng đây là loại mà vừa rẻ mà vừa thích nhất trong tất cả những cái loại kem BB mà mình dùng, có thành phần chống nắng luôn.